Và đây là Samsung Galaxy A04s các bạn. Đây là nguyên bản màu xanh các bạn nha. Máy cũng rất là đẹp. Mặt lưng cũng là một trong những mặt lưng giả kính bóng các bạn nha. Các góc cạnh thì cũng được bo nè, rất là mềm mại ha, tạo chúng ta cảm giác cầm nắm rất là ôm tay. Mặt lưng thì chúng ta sẽ có 3 cam, với độ phân giải của cam đây chính là 50, 2 cam phụ là 2 pixel và đèn LED nằm kế bên. 3 cam phía sau thì chúng ta đáp ứng cho chúng ta là chụp chân dung nè, chụp xóa phông nữa, rất là đẹp nha. Tuyệt vời luôn á. Với một mức giá cũng rất là phải chăng, 3.990.000 thôi các bạn. Ngoài ra máy còn trang bị chúng ta một cái màn hình là 6.5 inch, độ phân giải là HD cộng và sử dụng con chip Exynos 850 8 nhân, RAM thì 4GB và bổ trong là 64GB các bạn nha. Đó, các bạn thấy quyền vuốt cho nó màn hình này rất là mượt không, tại vì máy được trang bị cái tần số quét cũng khá là cao là 90Hz. Đó, những thao tác vuốt chạm trên màn hình này cũng trở nên mượt mà và tạo cho chúng ta cảm giác rất là nhanh, phản hồi rất nhanh trên màn hình này. Camera selfie của máy là dạng hình giọt nước với độ phân giải là 5 pixel các bạn nha, camera selfie nha. Máy thì trang bị một phi pin là 5000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh là 15W cho chúng ta. Phía dưới thì chúng ta có là jack 3.5 nè, mic thoại nè, sạc và loa. Đó, đây bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn. Nút nguồn này là thích hợp mở khóa vân tay một chạm nha. Phía trên là tệ giảm lượng. Phía trên cùng có thêm một cái mic để hỗ trợ thu âm khi chat video call hoặc quay video, đã sẽ cho âm thanh nó chất lượng hơn, tốt hơn. Bên trái là chỗ để nghe sim nè, đó, để giúp cho chúng ta tháo lắp sim nó tiện lợi hơn. Hỗ trợ 2 sim và một thẻ nhớ mở rộng nha. Cảm giác cầm nắm thì rất là ôm tay. Đây, những màn hình 90Hz nha các bạn nha. Những thao tác vuốt chạm thì trở nên là mượt mà hơn, tuyệt vời hơn nè. Quá mượt đi. Với mức giá của dòng điện thoại Samsung Galaxy A04s 3.990.000, giảm còn 3.290.000 tại Thế Đồng Điện Máy Xanh. Ngoài ra thì chúng ta được hỗ trợ góp không chậm lãi suất, chỉ cần căn cước công dân đủ 20 tuổi đến 60 tuổi thì chúng ta lên hồ sơ góp được rồi cô chú và bà mình nha.